Thưa quý vị, hiện nay Bến Tre là địa phương có mức sinh thay thế thấp, thuộc trong nhóm 21 tỉnh có mức sinh thấp nhất cả nước. Đặc biệt là trong 2 năm 2021-2022, mức sinh của tỉnh xuống khá thấp so với trước đó. Báo cáo từ Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, mức sinh trung bình trong năm 2021-2022 ở Bến Tre chỉ đạt hơn 1,2 con trên một phụ nữ. Nhiều huyện có mức sinh thấp báo động chỉ đạt 1 con trên một phụ nữ. Chưa dừng lại ở đó, điều đáng lo hơn là dự báo năm 2023, số con sinh ra sẽ còn tiếp tục thấp hơn do tỷ lệ các cặp vợ chồng kết hôn trong 5 năm gần đây đang tụt giảm nghiêm trọng. Nếu như năm 2018, số cặp kết hôn đạt gần 7.000 cặp, thì trong năm 2021 chỉ còn hơn 3.000 cặp và 10 tháng đầu năm 2022, số cặp đôi kết hôn chỉ đạt hơn 3.400 cặp. Số cặp kết hôn giảm kéo theo số trẻ sinh ra sẽ tiếp tục giảm theo. Trong 5 năm qua đó, thì chúng ta thực hiện cái đề án duy trì mức sinh thấp hợp lý tỉnh Bến Tre giai đoạn 15-20 đó, chúng ta cũng chưa đạt được. Và cái số mà bà mẹ mà sinh đủ 2 con hàng năm mà chúng ta đạt chưa được 50%. Mà nếu như mà chúng ta muốn để kéo giảm cái già hóa nhân số này thì cái số bà mẹ sinh đủ 2 con hàng năm phải tăng lên là trên 60% trở lên. Cho nên thì năm nay đó thì cũng nên thưa với là cái số sinh này nó sẽ không tăng mà nó giảm. Như vậy thì cái số kết hôn này cũng lại thấp. Thấp như vậy thì cái số sinh nó sẽ thấp. Và số sinh sẽ thấp thì nó sẽ kéo theo cái già hóa dân số. Đó là những tỷ lệ sinh nó thấp thì già hóa dân số nó lại cao. Nếu mức sinh không duy trì được ở mức sinh thay thế thì 20 đến 30 năm sau, Bến Tre sẽ đánh mất lợi thế của thời kỳ dân số vàng và chuyển sang giai đoạn dân số già. Lúc này tỉnh sẽ đối mặt với nhiều thách thức về an sinh xã hội, thiếu nguồn lực lao động, tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ảnh hưởng đến các hoạch định chính sách lâu dài. Mức sinh thay thế thấp còn kéo theo một hệ lụy khác, đó là mất cân bằng giới tính khi sinh. 5 năm qua, tỷ số giới tính khi sinh của Bến Tre luôn ở mức cao hơn mức cân bằng tự nhiên, từ 103 đến 107 bé trai trên 100 bé gái. Trung bình tại Bến Tre, cứ 100 bé gái ra đời thì có 109 bé trai ra đời. Mỗi năm, số bé nam sinh ra sẽ cao hơn gần 600 trẻ so với bé gái. 10 năm, 20 năm, 30 năm sau, con số này là rất lớn. Hệ lụy số trẻ nam dôi dư này khi đến tuổi trưởng thành, khả năng sẽ không thể lấy được vợ, sinh con. Thực tế là bài học từ Trung Quốc sau nhiều thập niên áp dụng chính sách một con. Rất nhiều nam giới Trung Quốc không thể tìm được vợ và phải bỏ ra rất nhiều tiền để cưới vợ từ các nước lân cận. Nhưng đây cũng không phải là điều dễ dàng. Đặc biệt, việc sinh một con sẽ để lại những tác động tâm lý lên đứa trẻ trong chính gia đình đó, nhất là ở các giai đoạn có biến cố trong cuộc đời. Là con một trong gia đình, em cảm thấy giống như là con một thì mình được hưởng rất nhiều tình yêu thương của ba mẹ của mình cũng như gia đình mình. Nhưng mà đợt vừa qua khi mà ba em mất á, thì em mới cảm thấy là có một mình thì nó hơi trống vắng. Tại vì ví dụ như sau này mình cũng phải lập gia đình. Rồi lúc mà mình lập gia đình thì nó sẽ khó khăn trong cái việc ở nhà chồng hay ở bên nhà mình, rồi việc chăm sóc mẹ mình nữa. Cái việc lo toan cho hai bên thì em cũng hơi quan ngại chuyện đó. Mỗi một cặp vợ chồng thì nó có chỉ có một con đó, thì nó là hiện tại thì nó ngon, nó tốt. Nhưng sau này, sau 20 năm sau thì nó sẽ là gánh nặng. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại bây giờ như tôi nói là 6 người, có nghĩa là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cha mẹ, nó là đội nó trên đầu. Nhưng 20 năm sau thì một mình nó sẽ đội lại 6 người này, có nghĩa là nó phải nuôi. Trong khi đó thì chính sách an sinh xã hội của Việt Nam chúng ta thì phải nói là chúng ta có, nhưng mà chúng ta cũng chưa bằng các nước khác. Như vậy thì mà người cao tuổi của Việt Nam mình thì họ thích sống với con với cháu, mà con cháu thì có một đứa thì nuôi như vậy thì làm sao. Cái thứ hai nữa là gì, vấn đề đó là nó sẽ làm góp phần để suy giảm dân số, cái mức sinh mình xuống thấp. Mặc dù cho cái tỷ lệ sinh con thứ ba hiện nay của Bến Tre chúng ta là chưa được 4%, chúng ta chỉ có 3,94% thôi. Thế thì bây giờ có tăng đi nữa thì bây giờ chúng ta tăng thì nó sẽ, những người mà có hai con sinh con thứ ba thì nó sẽ kéo theo nhiều hệ lụy, đó là về sức khỏe sinh sản. Họ sinh nhiều thì các cái bệnh tật liên quan đến sức khỏe sinh sản nhiều. Trong khi đó thì bây giờ mà chính phủ chỉ cho phép là mỗi cặp vợ chồng chỉ nên sinh đủ hai con để nuôi dạy cho tốt. Và chúng ta vận động tăng sinh là những người có một con. Chứ mình không thể nào mà để cho phép mà những người ba con, bốn con họ đẻ nữa. Như vậy họ đẻ càng nhiều thì nó sẽ gây ra cái hậu quả áp lực về kinh tế cho gia đình họ nữa. Rồi nó gây ra cái bệnh tật cho bản thân họ. Và cuối cùng thì nó sẽ góp phần suy giảm dân số.
Nhận thấy rõ vai trò quan trọng của việc điều chỉnh mức sinh đối với sự phát triển kinh tế xã hội, vừa qua tại kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng dân tỉnh, ngành dân số đã tham mưu Hội đồng dân tỉnh ban hành nghị quyết số 23 về quy định một số chính sách khen thưởng hỗ trợ công tác dân số trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết đã ban hành nhiều hình thức khen thưởng nhằm tạo động lực khích lệ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia tích cực vào hoạt động dân số để đẩy nhanh phát triển. Cụ thể như sau, đối với tập thể xã phường thị trấn 3 năm liên tục đạt tỷ lệ 60% trở lên cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, sinh đủ 2 con so với tổng sinh hàng năm tính từ năm 2022, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện tặng giấy khen kèm tiền thưởng theo quy định pháp luật về thi đua khen thưởng và hỗ trợ thêm 20 triệu đồng một xã phường thị trấn. Nếu xã phường thị trấn 5 năm liên tục duy trì đạt tỷ lệ này sẽ được tặng bằng khen kèm tiền thưởng theo quy định pháp luật về thi đua khen thưởng và được hỗ trợ thêm 40 triệu đồng. Xã phường thị trấn đạt 100% ấp khu phố đã có nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong quy ước và có tỷ số giới tính khi sinh từ 103 đến 107 bé trai trên 100 bé gái sinh ra sống. 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế được làm hồ sơ theo dõi sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ. Người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe tại hộ gia đình, vận động đạt tỷ lệ tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh theo mục tiêu thì sẽ được Ủy ban Nhân dân cấp huyện tặng giấy khen kèm tiền thưởng theo quy định pháp luật về thi đua khen thưởng. Bên cạnh đó, nghị quyết cũng ban hành các hình thức khen thưởng cho các cộng tác viên cán bộ dân số làm tốt công tác tuyên truyền vận động, duy trì những kết quả này, đồng thời khen tặng, biểu dương, khen thưởng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trước 35 tuổi, sinh đủ 2 con, cặp vợ chồng có 2 con, một bề là gái, tính từ khi nghị quyết này có hiệu lực thi hành, cam kết không sinh thêm con thứ ba. Đối với hộ nghèo cận nghèo thuộc nhóm bảo trợ xã hội sẽ được hỗ trợ miễn phí hoàn toàn một số kỹ thuật tầm soát trước sinh, tầm soát sơ sinh theo quy định. Dù mức khen thưởng không nhiều nhưng có ý nghĩa khích lệ cũng như cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với chính sách dân số, góp phần giúp Bến Tre từng lúc khắc phục những khó khăn đang tồn tại, kiểm soát mức sinh, không để xảy ra tình trạng lựa chọn giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, khẳng định vị thế vai trò của trẻ em gái trong đời sống xã hội ngày nay, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, đảm bảo quy mô cơ cấu dân số bền vững, hướng đến phục vụ cho việc hoạch định chính sách kinh tế xã hội của tỉnh trong tương lai.